Đây là cái lô xanh, xanh ý đây. Anh Quyết chủ vườn, anh ấy làm rất là lâu, rất nhiều công sức, tâm huyết này. Cái này làm lâu phết thì để cái này đá rồi vào tượng rồi vào cổng làng. Chiết cái này nói chung là từ lúc chiết đến giờ cái này cũng rơi tầm 0.75. Cái này nó đang có một số hiện tượng bệnh anh nhỉ? Sâu này, con sâu này, sâu này trừ nó chết rồi mà. Cái này là trừ cái gì anh nhỉ? Trừ cái phát tắc thì sao? Cái này thì bà xã phải trừ, mình lại không chuyên cái ngành này. Cái này giao cho bà xã thì nào, bà xã phải mua thuốc toàn lên chỗ Lâm Toàn mới mua này. Đây đây là con này ôm cổng tam quan. Đấy, cổng dễ chứ khôn phết rồi, mình chẳng qua là mình kệ nó không cử ý chứ. Lô này tính ra được bao nhiêu năm rồi anh? Tầm 75. Nói chung từ lúc chiết. Đầu phết thì gần xong rồi. Đấy. Này mà bông tay đậm lên thì đẹp lắm. Đấy. Nói chung là cái này giờ cuối năm là phải khánh thành. Giờ cuối năm là phải xong. Đây thì cậu bé đang ngồi thứ 6. Châu Châu. Rất là điệu. Châu. Châu đấy đầu, là Châu. Đầu cơ nghiệp đấy. Đấy là Châu đấy. Em thấy là lên lên cổng tam quan đẹp. Đấy. Bán cổng tam quan đẹp. Lên cái cổng kia bên là cổng đẹp. Đúng rồi. Cổng, cổng ấy, cổng to, cổng đấy. Cái lô này là ngày xưa uấn ở trên cây đấy chứ. Cái này anh vào chậu sẵn như vậy xong bắt đầu anh mới uấn chứ. Cái này mình lên không uấn trước là uấn ở trên cây ý. Làm cái lý ngoài này này xong bắt đầu nó uấn hết ở đấy xong rồi gióng giáo làm giáo lấy cốt xong bắt đầu với hạ xuống đất dễ này nó bám khá chặt chặt rồi chặt lắm. Cái này là cuối năm này xuất à? Cuối năm cái này cuối năm cho đi dán cuối năm xong hết. Nãy giờ chỉ có chờ nó ấy tí là bấm lấy tay ra chia tay ra thôi mà. Là chỗ xong. Chỗ này thì mấy trăm cây. Đâu, chỗ này có cái lô này có khoảng hơn trăm. Cái hàng đất thì đi nhiều. Đất kia thì mấy trăm. Nhưng cái hàng bịch ở bên kia là khoảng 4.5. Hàng bịch đen ấy. Tầm 4.5. Này cuối năm là anh phải cắt hết những cái này ra chứ? Cắt hết. Không, cái này sắp cắt rồi. À, để cho nó chịu rồi mà. Cắt hết xong rồi để lấy lọc, lớp lọc là mình chia tay ra là vừa. Chia bung rầm. Nhìn da rẻ là cũng già phết rồi. Già đấy. Cái này nó cũng già dặn rồi đi, không đến nỗi. Này con gần như con trực hoành này. Đấy, con trực hoành. Đấy, con đấy nó trực hoành đấy. Bày rất là đẹp. Bám nói chung là bám chắc rồi.